Với khát vọng đưa Việt Nam trở thành một quốc gia dẫn dắt và ảnh hưởng toàn cầu, trong suốt nhiều năm, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ đã không ngừng trăn trở, nghiên cứu công thức thành công của những nền văn minh, quốc gia, nhân vật thành công hàng đầu thế giới. Quốc gia khởi nghiệp Israel chỉ với 8 triệu dân, 80% diện tích là hoang mạc, bị bao vây bởi các quốc gia thù nghịch. Thế nhưng họ vẫn sản sinh ra vô số chủ nhân Nobel, khoa học gia lỗi lạc và những nhà chính trị, kỹ nghệ đại tài. Nhật Bản chỉ trong một thời gian ngắn từ hoang tàn của chiến tranh, thiên tai đã vươn lên trở thành cường quốc kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Giấc mơ Mỹ hay khát vọng Đại Hàn cũng là những điều mà hầu hết chúng ta được truyền cảm hứng thông qua những câu chuyện thành công của ông vua dầu lửa John Rockefeller, ông vua ngân hàng J.P. Morgan, cha đẻ dây chuyền lắp ráp xe ô tô Henry Ford và nhà sáng lập cố chủ tịch tập đoàn Hyundai Chung Jung, cho đến những nhân vật đương đại như chủ tịch tập đoàn Microsoft Bill Gates đã làm thay đổi cách thức, công cụ giao tiếp, làm việc của toàn thế giới. Điều đó đã chứng minh sự hùng mạnh của mỗi quốc gia không phải do tài nguyên thiên nhiên giàu nghèo hay diện tích lớn nhỏ, không phải do quy mô dân số, bề dày lịch sử, chiến tranh, nghèo đói. Sự thành công của mỗi cá nhân không phải do trình độ học vấn cao thấp hay nghịch cảnh, số phận giàu nghèo, mà điều làm nên sự vĩ đại của mỗi quốc gia, thành công của mỗi cá nhân chính là do có được hệ thức thành công với 5 cấu phần mà khát vọng lớn là điều tiên quyết đầu tiên cần có. Khi và chỉ khi có khát vọng lớn mới có sự vĩ đại, thành công của mỗi cá nhân, quốc gia và dân tộc. Tất cả các công thức đã được đúc kết thông qua tủ sách nền tảng đổi đời với hơn 100 đầu sách trên 12 lĩnh vực then chốt nhất, nhằm trang bị tri thức và sự hiểu biết toàn diện cho thân, tâm, trí. Được Trung Nguyên tuyển chọn từ kho tàng tri thức nhân loại, trao gửi đến thế hệ thanh niên Việt với mong ước thắp sáng khát vọng vĩ đại trên hành trình phát triển đất nước. Đó chính là cái động lực rất lớn để các bạn trẻ nhìn nhận thấy rằng chúng ta là người Việt Nam, chúng ta phải làm cái gì cho người Việt Nam. Trung Nguyên là một trong những đơn vị đi đầu để có thể làm việc vì xã hội nữa, vì sự phát triển nữa, chứ không chỉ là tìm kiếm sự phát triển cho riêng tập đoàn của mình, cho công ty của mình. Trung Nguyên làm mọi cách để mà mọi người phải biết, phải ghi nhận và phải hiểu rằng là Trung Nguyên không nói đùa. Chúng tôi là một đại diện cho một cái lý tưởng sống và chúng tôi muốn rằng chúng tôi đồng hành cùng các bạn. Trong năm 2018, với tên gọi Hành trình từ trái tim, hành trình lập chí vĩ đại, khởi nghiệp kiến quốc cho thanh niên Việt là hành trình khởi đầu cho lộ trình 5 năm tiếp theo, nhằm trao tặng hàng chục triệu cuốn sách cho 30 triệu thanh niên, 25 triệu hộ gia đình và 15.000 nhà văn hóa, thư viện phường xã thôn xóm ở 64 tỉnh thành. Trung Nguyên Legend sẽ nỗ lực và quyết tâm thực hiện mục tiêu này với sự đồng hành của các cá nhân, tổ chức, cộng đồng cùng tấm lòng, cùng chung tay trao gửi tri thức nền tảng để khởi nghiệp, kiến quốc, làm giàu bền vững, nhằm kiến tạo nên một Việt Nam hùng mạnh, ảnh hưởng và trường tồn. Cùng với đó, Trung Nguyên sẽ tổ chức các hoạt động trao tặng sách cho các thư viện cộng đồng tại tất cả các địa phương, tổ chức các chương trình giao lưu, truyền cảm hứng khởi nghiệp tại các không gian Trung Nguyên Legend và E-Coffee. Đồng hành cùng hành trình là sự có mặt của các tổ chức xã hội, các nhân vật nổi tiếng, chuyên gia kinh tế, văn hóa, giáo dục, sáng tạo trong nước và quốc tế. Khát vọng vĩ đại tạo nên con người vĩ đại. Một dân tộc vĩ đại là một dân tộc biết thượng tôn và tôn thờ tri thức,